Chào mừng anh em đã đến với Tùng Audio Hải Dương. Lên sóng ngay cho anh em dòng Mixua RX300 mã. Trong thời gian vừa qua thì em nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của anh em về cái dòng Mixua RX300 mã này. Và ngày hôm nay thì phải làm ngay một video để gửi tới cho anh em khách hàng đã và đang quan tâm đến bộ sản phẩm Sure RX300 mã bên em. Đây là cái dòng sản phẩm mic không dây rất là chất lượng và có thể đáp ứng rất là nhiều nhu cầu và tiêu chí anh em. Chúng ta có thể chơi gia đình, làm sự kiện hay làm phòng trà, thật sự rất là ổn với dòng Mixua RX300 mã này. Có một cái chất lượng âm thanh tốt, rõ nét và có khả năng chống ứng cực kỳ cao, hơn nữa để cái độ sóng xa phủ ổn định nữa. Thế nên là hoàn toàn anh em có thể lựa chọn dòng mic này vào tất cả các mục đích khác nhau. Và ngày hôm nay thì liên sóng ngay cho anh em Sure RX300 mã. Và giá thành thì sao? Nhiều anh em cũng hỏi em về cái mức giá thành của Sure RX300 mã hiện tại. Thì em cũng xin bật mí cho anh em, chưa đến 3 triệu đồng anh em đã có ngay cho mình một con mic rất là chuẩn chất lượng rồi, Sure RX300 mã. Và thật sự trong cái tầm giá con này nó vượt qua khỏi cái tầm giá của nó quy định. Và thứ hai nữa là nó sẽ đem lại cho anh em một cái chất giọng âm thanh hiệu quả hơn nhiều so với tất cả dòng mic thông thường. Và cùng em trải nghiệm hình thức chi tiết của Sure RX300 mã nào. Đầu tiên là về mặt giao diện nhé các bác. Phiên bản màu đen cực kỳ là dễ phối đồ với hai mặt màn hình hiển thị cho hai cổng mic. Và tại sao nó lại có cả hai cái chế độ màu sắc khác nhau ở trên một cùng một bộ đồ thu? Thì em cũng đang nói về cái vấn đề này rất là nhiều lần rồi. Sure RX300 mã có hai mặt màn hình bởi vì khi các bác anh em kết nối phần tay mic, ví dụ như chúng ta không sử dụng với phần tay mic đấy các bác. Ở đây thì con này thì em đã tắt phần tay mic rồi thì nó sẽ chuyển sang chế độ màu da cam, tức là không hoạt động. Còn nếu như các anh em đã bắt kết nối phần tay mic, các bác nhìn ở phần tay mic đã hiện màu sáng và đồng thời ở trên bộ đồ thu nó cũng sẽ chuyển màu, cũng sẽ hiển thị ngay cột sóng và các chế độ sóng dò và tần số luôn, để các bác anh em có thể nhìn vào đây để chúng ta biết là tay mic nào đang hoạt động. Đấy, cái tính năng này rất là hay và có thêm rất là nhiều tính năng để các bác anh em có thể là sử dụng thao tác trực tiếp trên máy để sử dụng một cách dễ dàng nhất, như là set lại tần số này, tăng giảm âm lượng này, hoặc là bắt với mắt IR. Và có thêm một cái tính năng nữa đó là tự ngắt ở trên phần tay mic Sure RX300 mã, cũng sẽ góp phần cho anh em sử dụng một cách bền bỉ và tiết kiệm pin hơn. Với việc sử dụng 4 dâu anten thì chắc chắn rồi, đây là một cái dòng mic có thể đá sang sự kiện nhiều, bởi vì cái chế độ bắt sóng xa thì anh em sự kiện luôn luôn là phải cần có rồi, đúng không ạ? Kể cả tiếng nó không được tốt cho lắm nhưng mà sóng là phải xa, phải đủ ổn định, không được vấp, đúng không ạ? Khi chúng ta sử dụng đi làm sự kiện thì chúng ta sẽ cảm thấy chuyên nghiệp hơn. Và Sure RX300 mã là một trong dòng mic mà anh em sự kiện thì cực kỳ ưng rồi, không cần phải nói nhiều. Đây là phần tay mic của Sure RX300 mã cho anh em nhé. Với thiết kế của kiểu dáng của những mẫu mic công nghệ cao và đá một chút sang sự kiện nhìn rất là đẹp về phần lón hay là phần thiết kế tay mic, đúng không ạ? Các bác nhìn thấy và vẫn luôn là độ lặng ổn định với những tất cả dòng Sure các bác nhé. Tất cả dòng Sure thì các bác khi cầm lên cái phần tay mic thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là cái độ lặng vừa phải, cảm giác như là mình cầm cái tay mic nó rất là hợp tay đấy. Đấy thì nên là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để ca những lời ca tiếng hát của mình, đặc biệt với dòng Sure RX300 mã. Và cùng với em trải nghiệm luôn tiếng chất âm thanh của dòng này các bác nhá. Ok, các bạn đã được trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh thực tế đến từ dòng Mixua RX300 mã và các bạn được nghe thấy rõ nét về cái tiếng âm chi tiết của khi em thử và trải nghiệm, đúng không ạ? Dòng Sure RX300 mã còn cho ra một tiếng lượng âm thanh nó rất là khỏe, có cái độ bass và có cả độ chép tiếng sáng nữa. Khi mà chúng ta kết hợp như này thì cái con này nó không thừa giải, vậy nên là nó sẽ có cái khả năng chống hú tốt hơn so với những dòng mic còn lại. Vậy nên đây sẽ là một cái dòng mic mà rất là chất lượng cho những em mà chúng ta đang có ý định mua mic không dây gia đình trong khoảng phân khúc giá thành hợp lý, không hề quá cao một chút nào cả. Các bác cứ liên hệ bên Tương Tùng là chắc chắn là các bác sẽ mua được với mức giá ưng ý nhất theo cái quan điểm của bác thôi. Và ngày hôm nay thì bên cả anh em lên sóng với anh em với dòng mic Sure đấy và chờ mã, bởi vì cũng có rất nhiều anh em hỏi về cái dòng mic này và em phải làm ngay một video để gửi cho anh em xem kênh và đang ủng hộ bên em để chúng ta biết được thêm một cái nhận thức nữa về cái dòng mic Sure RX300 mã, một cái phương pháp để chúng ta có thể lựa chọn những cái dòng mic chơi chất lượng cho mọi nhu cầu của các anh em từ gia đình hay là sự kiện. Và với dòng mic Sure RX300 mã khi các anh em nhận hàng thì bên em luôn luôn cho kiểm tra hàng được, dù đắt hay dù rẻ hay là như thế nào đi chăng nữa thì các bác luôn luôn được phép mở ra kiểm tra đúng như bên em Tùng giới thiệu, các bác anh em nhận hàng không đúng các bác trả lại cho em thôi và bảo hành lên tới 1 năm. Anh em có nhu cầu ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên Tùng 0979629336 để có ngay mức giá tốt nhất với bộ sản phẩm mic không dây cao cấp Sure RX300 mã. Video em xin dừng lại tại đây, lại tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio nhé. Xin chào.